cái khung này không đu chúa rồi. Đây, khung này không đu chúa rồi, khỏi bàn quá trời cho đu luôn. Nhưng mà cuộc đời nó phải đổi các bạn ơi. Đánh đổi là cái gì đây? Trời ơi má ơi, khắc la ve đồ vô ngon lắm em. Hàng Mỹ Đế. Bây giờ gì rất là ám ảnh nào đu luôn mà. Thật sự nó nhìn đu đu nhìn ám ám sao á. Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống, chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình. Đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân Dreamer đồng hành cùng BBT, CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể. BBT, nâng tầm con người Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với tầng 3 của THL Gym quận 7. Đã lâu lắm rồi Duy không làm thể loại là vlog thực hành đúng không? Nhưng mà hôm nay ở tất cả những trung tâm của THL Gym có quá nhiều điều mới lạ, nên Duy mới phải ngồi đây đứng đây làm video chia sẻ các bạn những điều mới lạ. Sau lưng Duy là một khung CT8. Các bạn đã biết khung này nó quá nổi tiếng rồi đúng không? Độc nhất vô nhị luôn, rất là đắt đỏ nha các bạn. Con Kia Morning. Thế nhưng bây giờ nó còn lợi hại hơn, nó còn ghê hơn cái con Kia Morning nữa, là nó mới được lắp thêm một cái dàn. Máy này kêu là máy BBMF255. Đó, cái dàn này là một nét văn hóa của tứ trụ luôn, trụ nào cũng có hết các bạn. Ở bên quận 12 á, nó là một cái máy rời. Bên quận Bình Tân nó là cái máy rời. Mô hình quận 12, quận Bình Tân nó giống nhau, nó ná nhau. Nhưng mà bên quận Bình Tân nó chắc quận 12 hiện tại. Còn ở bên quận 9 á, dưới bên này mô hình đi chang. Đó, bên quận 9 cũng mới được nâng cấp con người luôn, màu đen nha các bạn. Hình cũng rất là đẹp đẽ, sáng sủa này nọ kia. Thì BBT đánh rất mạnh vô cái hệ cable. Nói chung á, là nói về chất lượng máy móc thiết bị á, là Duy Nguyễn tự tin rằng BBT đứng nhất. Tự tin nói của đó luôn. Một cái sự đầu tư liên tục vào những máy rất là đẳng cấp hàng đầu. Đó. Kết hợp với cái bên là BBMF5000. Nè, con này 5000 là kết hợp với cái này nữa. Thì ở cái tầng này á, nó tạo ra một cái gọi là linh hồn của free weight. Đó, free weight cable và tất nhiên có hệ cardio nữa, dù vậy sao nó sao. Nhưng mà cuộc đời nó phải đánh đổi các bạn ơi. Đánh đổi là cái gì đây? Trời ơi má ơi, khắc la ve đồ vô ngon lắm em. Hàng Mỹ Đế. Tại vì cái biết sao không? Tức là cái khung CT8 á, là Duy mua lúc trước là nó full rồi. Nó là cái khung xịn nhất rồi. Thì nó không còn chỗ nó lắp gì nữa đó. Nên mà chúng ta mà chơi đồ mới á, là chúng ta phải lắp cái này. Lắp cái này phải tháo cái này. Nó là sự đánh đổi. Vậy thì các bạn hiểu tại sao Duy chấp nhận bỏ này không? Tại vì bây giờ Duy rất là ám ảnh nào đu luôn mà. Thật sự mấy cái nhìn đu đu nhìn ám ám sao á. Mà nói thiệt là các bạn, ở trong BBT và THL nó quá trời đồ đu luôn. Nó đu bằng nhìn cái nổi cái tầng này thôi nha. Nổi cái tầng này thôi tôi đu bằng xỉu luôn á. Cái khung này không đu chúa rồi. Đây, khung này không đu chúa rồi, khỏi bàn quá trời cho đu luôn. Bên đây có một cặp đu nữa nè. Đây đây. Đó, bên đây có một cặp đu nè quý vị. Đó. Rồi bên đây có một cặp đu nữa kìa. Mà bây giờ thêm cái đu nữa xài sao hết đu. Xài sao hết đu thì phải tháo cái này ra mới gắn cái này vô được, đó là một sự đánh đổi. Mà anh này không có rẻ đâu bạn. Đau tiền lắm chứ không phải giỡn đâu. Đau lắm luôn á. Mà bây giờ nhìn một cái máy như vậy không còn chỗ để lắp nữa, không còn chỗ để lắp cái cục đó hết á. Thua. Đó, nên thôi hy sinh đi mà đu nhiều quá cho mà đi luôn. Nhưng mà còn cái đu nữa nè. Đó. Thằng nhân viên nó làm ăn nó ẩu mấy em. Cái cây đu này nó không tháo ra. Nó phải tháo cái đu ra để lắp cái kia vô nó mới đúng bài. Nói chung hai thằng đều là đu thôi. Nhưng mà tại sao tháo này? Tại bên kia nó có cái đúc rồi. Khác cái size thôi chứ khác cái gì? Thì nó khác cái size thôi, chụp đu chụp thôi chứ có gì đâu căng. Nhưng mà giờ này đại loại thôi mệt quá cãi hoài. Đem đây đem đây. Đá kéo thằng cái nè không. Mới vô kho thấy cái này là mà nóng mà làm video nè quý vị. Được kéo cho anh. Hồi nãy nhỏ kia lên mặt đầm cắt. Nè nó ghi rõ ràng thấy không? Nè nè. Nè nè nó ghi rõ ràng nè, cái đơn hàng còn giá luôn. Ôi thấy không? Nè nó ghi rõ ràng nè mấy em. Đây 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 đây. CT8 đồ này nọ, khung màu đỏ đen đồ này nọ, đây 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 đây. Đó.
cắt ra, gắn vô. Much later. Rồi, mệt quá. Ủa trời ơi. Rồi, mệt quá. Thấu ra. Rồi, thấu cái đi ra không mệt quá các bạn ơi. Đây, gắn vô. Gắn vô cho người ta đu nha mấy em. Này, gắn ra đó. Ai đu gì đó đu. Rồi đó, nhiệm vụ các em. Thì ở cái máy tập này là cái hai cái cây bồ mà lên xuống như nè. Nó rất thích hợp để tập những cái bài functional và tập những cái bài cơ cô lập đồ tay trước tay sau chân lưng bụng tùm lum la hết. Nhưng mà nó có những cái yếu tố đặc biệt sau đây mà chị phải nói. Thứ nhất, nó có cây thiết bản. Cái cây này tập rất nhiều bài, các bạn có thể tập squat, tập gì rô riết những tập rất là tập đó. Thì ở cái cây này thì bữa nay Di tập lưng sẽ đề ba cho các bạn này nha. Lưng nè, đứng dảnh ra tập vô lắm á. Này, try am bundao nha. Tên bài tập là gì? Tên máy CT8 cho em muốn đau. Rồi chán quá, dày. Chán quá chờ rô luôn. Nói chung hại máy Mỹ thì anh sẽ không nói, Di sẽ không nói thêm là nó như xịn sò thế nào đó các bạn. Cái chuyện đó nó rất bình thường lắm. Nó cũng giống như mấy cái máy trước của THL thôi, nhưng mà bây giờ là cái cục để gắn vô khung CT8. Nó giúp cho các bạn tập không phải đi nhiều tầng. Bạn tập ở một tầng, bạn tập riêng tư. Dứt. Nghe không? Ok, đó, ok, đúng không? Rồi sau đó các bạn có thể chỉnh cây thấp xuống để bằng row, bằng squat luôn được. Mà hôm nay là Duy thì tập lưng nha, chúc Duy sẽ tập lưng. Ở BBT rất nhiều hệ cây bồ, các bạn yên tâm đi, rất nhiều, rất nhiều. Nhìn sẽ ngợp luôn đó các bạn. Rồi chán quá thì giật. Rất nha. Đúng không? Ok, đây là cái tác dụng của cây thiết bản, đúng không? Rồi sẵn tiện bonus bạn ở trong khung trong này luôn nha. Cái khung ở trong này á, nó có cây này để cho con gái tập hít đất. Bạn nào xem là gym nữ tâm kinh thì bạn sẽ thấy rồi đó, gái tập hít đất. Ok, quay lại sau thời gian uống nước. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tiếp với cặp truck handle sport cho cái máy này. Đây là một sự kết hợp cũng rất là căn bản nha quý vị. Rồi có thể tập tùm lum bài luôn, rất chuột chiếc gì muốn chơi gì đó chơi. Rất này nó khác nè, nó khác so với rất kia là hai tay kéo xéo nè. Nè. Ok, đó. Hoặc chỉnh lên. Với cái tay cầm này là ép ngực quyền thoại nè. Ép ngực, tập lưng, tập rìa, tập vai, tập đủ thứ hết á. Bạn biết bài gì bạn tập bài đó. Không. Ép. Ok. Ok. Rồi. Đó, giới thiệu những bài hay thôi nha. Ok, sẵn tiện góc quay Đạt đang đứng ở đó, anh giới thiệu luôn đối lập nhau. Đây là sự đối lập hoàn hảo nha các bạn. Ở phía trước mặt là khung, đó là khung rắc để tập power, tập freeway, tập power, tập sức mạnh đó, tập này tập kia. Thì đối diện với đó là một khung là cường độ cao đó, nên trong buổi tập là kết hợp khung đằng đó, khung đằng đây, khung đằng đó, khung đằng đây xong về. Ở trong THL Gym có rất là nhiều cái triết lý tập, có rất nhiều phương pháp tập và có nhiều cái cách tập đó áp dụng theo những cái lợi thế mà THL Gym đã thiết kế cho quý vị. Thì rất nhiều, cho nên các bạn cứ khai thác thoải mái và các MBT sẽ hướng dẫn các bạn rất là nhiệt tình. Còn phần Duy Nguyễn
thì luôn đầu tư một trung tâm gym để đời. Nó mang thương hiệu và nó mang những cái gì sứ mệnh cuộc đời mình đến với gym. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Các bạn hãy nhìn đi, đây là một cái City 8 nó hoàn chỉnh. Theo tôi nghĩ nó hoàn chỉnh nhất và nó đắt nhất rồi đó. Nó không còn gì đắt hơn. Tại sao lần trước á là Duy mua cục này, xong đi về nhìn giá thấy cục này rẻ hơn cục này, mà thấy cục này tự nhiên nó có gì đó nó hay, là nó mang ra một cái ý nghĩa, một cái gì đó nó phù hợp, là Duy đánh rất mạnh vô hệ cable, đánh rất mạnh vô hệ cable, nên thôi mới nâng cấp tiếp. Phòng game mới khai trương 3 tháng nâng cấp. Ông nâng cấp tháo cái cục điện quăng, ông gắn cái module này vô. Và ngày hôm nay Duy mới rất cao hứng đứng đây nói với bạn cái module này nó tiện lắm, nó gần gũi, nó dễ tập lắm. Và tiếp theo những chuỗi video là Duy sẽ giới thiệu bạn từng cái hay cho các bạn biết được gym Mỹ Đế nó như thế nào thôi đó. Và cũng là một cái cách mà Duy Nguyễn truyền tải thông điệp đến quý khách hàng của THOL, và cũng như sứ mệnh tầm nhìn, cũng như là cách tập của từng cái máy như thế nào và khai thác ra làm sao đó, và để cho các em nhân viên có định hướng để giúp cho Duy Nguyễn truyền đạt lan tỏa cái thông điệp đó, để cho chúng ta có một cái hệ sinh thái tốt nhất trong ngành gym. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký, subscribe, share luôn nha các bạn. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.